Dấu ấn lịch sử xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, sau khi đất nước thống nhất, ngoài việc khôi phục kinh tế và khắc phục hậu quả chiến tranh, quân và dân Việt Nam còn phải lo mối nguy từ tập đoàn diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot, bởi tập đoàn Pol Pot đã có những cuộc thảm sát man rợ bậc nhất thế kỷ 20. Mời các bạn cùng theo chân dấu ấn lịch sử để cùng tìm hiểu. Trong gần 4 năm cai trị Campuchia, từ tháng 4 năm 1975 tới tháng 1 năm 1979, chính quyền Khmer Đỏ gây ra cuộc thảm sát man rợ bậc nhất thế kỷ 20. Hơn 3 triệu người Campuchia thiệt mạng trong thời gian kéo dài 3 năm 8 tháng 20 ngày từ năm 1975 đến năm 1979. Dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, Khmer Đỏ nỗ lực đưa Campuchia trở lại thời Trung Cổ, buộc hàng triệu người phải bỏ thành thị về sống trong các công xã nông thôn. Chương trình cải tạo xã hội gây ra hậu quả thảm khốc, nhiều gia đình chết cả nhà vì bị hành hình, đói, bệnh hoặc lao lực. Xã hội bị cải hoán theo mô hình cánh tả cực đoan. Pol Pot và đồng bọn biến Campuchia thành một xã hội nông nghiệp hoang tưởng, không sách vở, không tiền bạc. Pol Pot tìm mọi cách xóa sổ trường học, hủy hoại văn hóa truyền thống, không để tri thức có cơ hội ươm mầm phát triển. Người dân Campuchia những tháng ngày ấy chỉ biết sống trong lầm than tuyệt vọng. Họ tìm cách vượt biên sang các nước khác để thoát khỏi địa ngục. Người trốn không thành bị bắt lại, kẻ thoát đi thành công kể lại những câu chuyện man rợ diễn ra như cơm bữa bên trong đất nước. Khmer Đỏ tàn độc đến độ mất hết nhân tính, chúng xử tử người bằng các công cụ thô sơ. Người dân bị ép lao động đến kiệt sức trong điều kiện hà khắc, ăn rồi lại làm, uống rồi lại tiếp tục công việc không nghỉ. Họ sinh hoạt kham khổ và không được chữa trị khi lâm bệnh. Tại các công trường, nhiều người phải tự đào hố chôn mình thay vì chịu cảnh bị xử tử vì nghi là gián điệp hay bổ quốc vào đầu với lý do lười lao động. Đấu tố diễn ra khắp mọi nơi. Những ai bị coi là kẻ thù giai cấp sẽ bị đày đi cải tạo, tù đày hoặc giết hại. Chỉ trong một nhà tù ở Phnom Penh, vốn từng là trường học, Khmer Đỏ giam cầm 17.000 người, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ. Nhiều người trong số đó bị tra tấn và giết hại. Song song với việc tàn sát trong nước, Khmer Đỏ tìm cách tấn công các nước láng giềng. Chúng tuyên bố muốn hòa bình với các nước, nhưng liên tục thúc đẩy các cuộc đụng độ biên giới. Nghiêm trọng nhất là cuộc tấn công sang vùng biên giới Tây Nam Việt Nam, thảm sát dân thường. Năm 1975, khi Việt Nam đang tìm cách vực dậy hậu chiến tranh sau ngày thống nhất đất nước, Khmer Đỏ xua quân tấn công các đồn biên phòng, làng mạc, thị trấn biên giới của Việt Nam, tàn sát dã man dân thường. Đến cuối năm 1975 và cả năm 1976, chúng tiếp tục gặm nhấm, gây nhiều tội ác ở vùng biên giới Việt Nam. Trong đó có những vụ tàn sát được nhiều người biết tới như ở Tân Lập, Tây Ninh, Ba Chúc, An Giang và nhiều nơi khác ở vùng biên giới. Sang năm 1977, ý đồ dã tâm đánh chiếm một số vùng đất Việt Nam của Pol Pot càng rõ hơn. Chúng tập hợp lực lượng cấp sư đoàn để tiến đánh. Đến cuối năm 1977, chúng triển khai 10 sư đoàn đánh toàn tuyến biên giới Việt Nam. Theo các con số thống kê, từ tháng 5 năm 1975 tới tháng 12 năm 1978, Khmer Đỏ thực hiện gần 10.000 cuộc tấn công vào biên giới Việt Nam, giết hại hàng nghìn dân thường, bắt và mang đi thủ tiêu hơn 20.700 người, đốt phá hơn 21.200 nóc nhà, trường học, bệnh viện, chùa chiền, khiến 400.000 người sống ở dọc biên giới rơi vào cảnh màn trời chiếu đất đi lánh nạn. Là một đất nước ưa chuộng hòa bình, Việt Nam vẫn tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đàm phán hòa bình, nhưng Khmer Đỏ lại tỏ ra hết sức ngông cuồng và không cho thấy dấu hiệu hợp tác. Điều này buộc các lực lượng vũ trang Việt Nam đứng lên chống trả, tìm lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước hành động gây chiến xâm lược mới của tập đoàn Pol Pot Ieng Seri, ngày 23 tháng 5 năm 1977, Quân ủy Trung ương ra chỉ thị cho các lực lượng vũ trang phía Nam thực hiện quyền tự vệ chính đáng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn xâm lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sau các đòn đáp trả quyết liệt của quân đội Việt Nam, Pol Pot chịu tổn thất nặng nề, cực chẳng đã, chúng tìm cách vu cáo để cô lập Việt Nam, tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài, trong khi vẫn tập trung tiếp tục mở các cuộc tấn công mới. Đến ngày 23 tháng 12 năm 1978, tập đoàn Pol Pot đã tập trung nhiều sư đoàn mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta. Đi đến đâu, chúng cũng tàn phá làng mạc, cướp bóc, giết hại dã man người dân, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em. Trước hành động gây hấn và mở rộng chiến tranh của kẻ địch, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã kiềm chế và kiên trì thực hiện chính sách hòa bình hữu nghị. Nhưng càng kiềm chế thì tập đoàn Pol Pot càng lấn tới, buộc chúng ta phải chọn con đường đứng lên, thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Đáp lại lời kêu cứu của nhân dân Campuchia và lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Việt Nam không chỉ đánh tan bọn xâm lược mà còn đưa quân giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh đất nước, dân tộc. Ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia thành lập và đề nghị quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục phối hợp với lực lượng vũ trang Campuchia truy quét toàn quân Pol Pot, củng cố chính quyền cách mạng.
và thật vinh dự khi người dân Campuchia đã trìu mến gọi những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là bộ đội nhà Phật. Ngày quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pro Chia Chuôn Nhân dân của Campuchia ngày 29 tháng 6 năm 1989 ra xã luận viết: trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này có không biết bao nhiêu kẻ mạnh kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi. Hành động của Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tự vệ chính đáng, trách nhiệm và tinh thần quốc tế trong sáng, cũng như lương tâm của một dân tộc từng chịu nhiều áp bức và ngoại xâm. Sau nhiều năm xét xử với hàng trăm nghìn tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 16 tháng 11 năm 2018, phiên tòa bất thường trong hệ thống tòa án của Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã chính thức ra phán quyết các cựu thủ lĩnh của tập đoàn diệt chủng Pol Pot phạm tội ác diệt chủng chống lại nhân loại. Dù thời gian hơn 40 năm đã trôi qua, phán quyết này đã trả lại công lý cho những nạn nhân vô tội bị tàn sát bởi bè lũ diệt chủng Pol Pot và một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa sáng ngời và sự giúp đỡ vô tư trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Thắng lợi vĩ đại ngày 7 tháng 1 năm 1979 đã trở thành mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, hữu nghị giữa hai dân tộc, là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. Nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ về bộ đội nhà Phật như một ánh sáng chói lọi nhất xua tan những đêm trường diệt chủng của tập đoàn Pol Pot Yên Seri. Ngày nay, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được tiếp thêm sức mạnh từ những truyền thống vốn có từ lâu đời trong lịch sử. Quan hệ Việt Nam-Campuchia đã và đang được củng cố và phát triển vững chắc theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để dấu ấn lịch sử tiếp thu và hoàn thiện hơn. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.